Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Trong tuần vừa qua, người Việt trong nước và hải ngoại đều để ý đến hai chuyến đi của hai người đàn bà. Một chuyến đi là bà Nguyễn Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, đi ra thần phục Bắc Triều. Và một chuyến đi của bà Thái Văn đi ngược dòng về hướng Tây để chống đối lại Bắc Triều. Trong cái bài nói chuyện vừa qua thì chúng tôi và giáo sư Nguyễn Dũng đã nói cái chuyến đi của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam sang Bắc Kinh. Trong cái bối cảnh mà Trung Cộng có những quấy nhiễu quậy phá và xâm lăng khu vực bãi tư chính của vùng biển Việt Nam. Nhưng mà một chuyến đi khác cũng đầy hào khí, khí phách của người đàn bà. Đó là nữ tổng thống Đài Loan và Thái Anh Văn trong chuyến đi phương Tây, làm cho Bắc Kinh, thưa quý vị, điên đảo hết, tức tối điên đảo. Thì hôm nay chúng tôi xin mời quý vị nghe câu chuyện giữa chúng tôi và Nguyễn Bùi nói về chuyến đi của bà Thái Anh Văn. Chuyến đi của bà Nguyễn Kim Ngân, quý vị có thể nghe qua phần nói chuyện giữa chúng tôi và giáo sư Nguyễn Dũng. Và hôm nay chúng tôi dành cái thời gian để nói chuyện với anh Mùi về chuyến đi của người đàn bà, được xem là khiến Bắc Kinh bối rối, quan ngại và tức giận. Trước hết chúng tôi xin trân trọng chào quý vị và chào anh Mùi thưa em. Dạ, tôi là Nguyễn Công Mùi, xin gửi lời chào đến quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Có lẽ thưa quý vị, cái chuyện này đó là sáng nay những bản tin nóng giòn giòn trên báo chí quốc tế về chuyến đi của bà Thái Anh Văn. Chúng tôi sẽ cũng cập nhật luôn trong phần nói chuyện ngày hôm nay. Thì để cho quý vị có thể theo dõi ít nhiều, biết được thêm tình hình đó, là chúng ta có thể nói lại đôi chút về cái phản ứng của Trung Cộng trong việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vừa qua, thưa anh Mùi. Dạ. Xin mời em. Thưa anh Nguyễn Xuân Nam và thưa quý vị, vấn đề mà bán vũ khí cho Đài Loan thì không mới mẻ gì anh Nguyễn Xuân Nam. Năm 2001 thì khi thời kỳ Tổng thống George W. Bush cũng đã từng thỏa hiệp bán vũ khí khoảng là 1.83 tỷ mỹ kim cho Đài Loan rồi, chẳng phải không đâu. Rồi tiếp tục sau những năm 2015 cũng có, rồi vừa mới đây thôi, Việt Nam năm ngoái thôi mà, năm 2017 hả, tháng 9 năm 2017 cũng bán một lần rồi, rồi đến tháng giêng đầu năm 2018 này cũng bán một lần, đến tháng 6 năm 2018. Rồi cho đến tháng 9 của 2018 có bán rồi. Vừa mới đây thôi, Nguyễn Xuân Nam, tháng 4 năm 2019 này cũng có bán, mà thời kỳ bán ít thôi, khoảng 500 triệu, 300 triệu này kia nào thôi. Nhưng không dậy động cho lắm. Nhưng cái lần này mà tại sao Trung Cộng nó điên tiết nổi giận cuồng cuồng như vậy, vì một số rất là lớn bằng vũ khí rất là tối tấn công Nguyễn Xuân Nam. Có nghĩa là chống lại Trung Cộng có thể xâm nhập bằng đường hàng không hoặc là đường hàng hải. Có nghĩa là những vũ khí mà tối tân của Mỹ có thể trang bị để mà phòng hộ cho Đài Loan được. Mà điều rất hay quý vị thế này, thưa quý vị thấy kỳ vừa rồi á, cái vấn đề mà trade war, tức là thương chiến á, hay là cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng á, là có những cái conflict rất là nhiều. Thì bên này chỉ trích bên kia, bên này chỉ trích nào. Nhưng bên phía Trung Cộng họ nói họ có nhiều quân bài để chơi, nhưng Mỹ á, có nhiều quân bài để chơi, mà chơi coi như là chơi lực tẩy để chơi luôn, chứ không chơi xì phẻ giống như ấp bay tẩy giống như Trung Cộng, mà chơi coi như nói hù hù như vậy, không biết là của quân bài như thế nào. Thì bây giờ phía bên Mỹ bây giờ hiện tại chơi quân bài Đài Loan, đúng không? Bữa hôm trước chơi quân bài Huawei đó, anh Nguyễn Xuân Nam. Bây giờ chơi quân bài Đài Loan, ok, bây giờ tôi trả giá chơi thẳng Đài Loan đó, bây giờ anh làm như tôi không? Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là Tổng thống Donald Trump ký một cái thỏa hiệp cho bên Bộ Ngoại giao, với Bộ Ngoại giao cũng như Bộ Thương mại á, là bán một số vũ khí rất lớn, khoảng là 2.2 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Mà quý vị thấy rằng là bà Thái Anh Văn là một tổng thống khi nhiệm kỳ, bà lên năm 2016, anh Nguyễn Xuân Nam. Khi bà lên cái á, bà tuyên bố rằng là Đức coi như là bán đảo Đài Loan, tuy nhỏ như vậy, chúng tôi là tự trị. Cả nhất, cả thứ hai, chúng tôi có chủ quyền. Cả thứ ba, chúng tôi có tự do ngôn luận. Cả thứ tư nữa, chúng tôi có nhân quyền. Cả thứ năm nữa, chúng tôi là pháp trị. Và chúng tôi từ tách ra là cái chủ nghĩa độc đoán của Bắc Kinh. Chúng tôi xa dần như vậy. Thế là bà tuyên bố thẳng thắn như vậy. Phía các đảng đối lập đối với bà, lên tiếng như bà không có khe bám, không có cần. Chúng tôi là như vậy. Bởi vậy khi mà bà biết được Tổng thống Donald Trump, tức là một tổng thống có như là có khí phách, khi mà Tổng thống Donald Trump đi vào tòa bạch ốc lần đầu tiên thì bà Thái Anh Văn đã gọi điện thoại trước mặt, đúng không? Đó. Thì như vậy thưa quý vị thấy bà Thái Anh Văn, bà đi công du rất nhiều lần và qua Mỹ
cũng một hai lần nữa cho phép là không. Thời kỳ bà qua đây rồi, bà đến ở Hawaii. Thế nhưng lần này bà đi công du khoảng 12 ngày ở Nam, đi qua là Caribbean tất cả các quốc gia, mà quốc gia này thì có quan hệ và có chân trong gọi là không thường trực ở Liên Hợp Quốc. Thì một trong những cái gọi là đồng minh quan hệ về ngoại giao mà thôi, người Sông Nam, chứ chỉ quan hệ song phương hoặc là quan hệ về kinh tế hoặc là quân sự thì chưa có, mà họ nói là quan hệ về ngoại giao mà thôi. Thế như vậy cái chuyến đi lần này á, thì bà cũng có rất là nhiều cái mục tiêu bà đến. Cả nhất bà qua Caribbean, tức là các quốc gia đó gồm có Haiti hoặc là Saint Vincent hoặc là Grenadian, rồi sang Lucia là vân vân. Thế trong đó có những quốc gia, có hai quốc gia thôi đã vừa vào chân Liên Hợp Quốc, tức là không thường trực mà thôi. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thường trực, thì vừa mấy tháng đấy mà thôi. Do đó cái cớ đó thì bạc qua là mục đích để xem xét như thế nào, tạo đồng minh như thế nào để mình cùng nước một ốc đảo nhỏ như vậy cộng vào cái thể Liên Hợp Quốc cũng như các nước khác như vậy. Thế đó là cái công du của bà. Thì chuyến công du 12 ngày của bà thì bà dừng chân lại ở New York 2 ngày. Trên chuyến đi anh Nguyễn Sơn Nam thì bà dừng chân ở New York 2 ngày, và sau khi bà dự định khi mà chuyển về thì bà dừng chân 2 đêm ở Denver, ở Colorado. Thì bà dừng chân 2 đêm như vậy, thì chúng tôi sẽ nói chi tiết bà dừng chân ở New York như thế nào. Thế như vậy cái chuyện công du của bà như vậy làm cho trong cộng điên tiệt lên, xuống nam điên tiệt lên là phản ứng liền. Nói Mỹ thế này, Mỹ tại sao là ông chơi với kỳ cục như vậy. Ông còn nhớ năm 1972 là thời kỳ khi mà tổng thống là George Reagan khi qua viện thăm ở Thượng Hải, và khi mà tổng thống Reagan là hứa chúng tôi nghĩa là thôi bây giờ từ Nixon không Nixon Nixon thưa quý vị không để cho tôi để xem lại một tỷ người số năm đúng rồi Nixon năm 1972, cảm ơn năm rất là nhiều. Thì khi đó thì bên trung cộng nói thế, nhớ không, thời kỳ Nixon nó nói thế này, đi qua thăm Thượng Hải á, thôi bây giờ chúng tôi không còn quan hệ ngoại giao với Đài Loan nữa, chúng tôi chấm dứt và chúng tôi trở lại quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. À, tại vì sao? Tại vì thời kỳ ông Nixon nói thế này, cái nền kinh tế của Trung Cộng và đồng thời quân đội của Trung Cộng thì càng ngày càng phát triển mạnh. Do đó, ông phải quan hệ ngoại giao với Trung Cộng. Thứ nhất, để giao thương làm ăn buôn bán với nhau, đồng thời để kiềm chế sự phát triển của Trung Cộng như thế nào. Thì phía Bắc Kinh nhắc lại như vậy, năm 1972 các ông đã nói với tôi như vậy rồi, thì bây giờ tại sao các ông lại bán vũ khí tiếp tục cho Đài Loan và công nhận Bắc Kinh hoặc là Trung Hoa lục địa là một chính sách một quốc gia rồi, trong đó bao gồm cả Đài Loan, cả Hồng Kông năm 1997 là khi mà Anh Quốc trả lại rồi, thì tại sao các ông đi ngược lại như vậy. Và họ cũng nhắc lại thế này, cũng các ông còn nhớ năm 1979 thì khi đó là tổng thống Jimmy Carter cũng có viện thăm tại Bắc Kinh nữa, và đồng thời thì ông đã hứa rồi, bây giờ kể từ giờ phút này chúng tôi quan hệ rất là chặt chẽ với Bắc Kinh. Và đúng y chang một năm sau đó thì cái hiệp ước năm 1954 là bảo vệ với nhau, tức là bảo vệ giữa Mỹ và Đài Loan và Việt Nam thì bị cắt đứt liền. Và tương như vậy, cái hiệp ước là bảo vệ lãnh thổ lẫn nhau, tức là bảo vệ như thế nào, tức là ngoài xâm lược hoặc là có biến động, ai đánh vào Đài Loan hay là ai đánh vào Mỹ đó thì Đài Loan có trách nhiệm bảo vệ cho Mỹ và Mỹ ngược lại. Như vậy thì hiệp định ngày 2 tháng 2 năm 1954, thì sau năm 1979, tức là năm 1980, sau một năm khi mà tổng thống Jimmy Carter là hoàn toàn tức là ngoại giao về Bắc Kinh rồi, thì như vậy cái hiệp ước trong ngày 1954 không còn hiệu lực nữa. Công nghiệp không còn hiệu lực, không phải không còn hiệu lực, nhưng không còn chính thức quan hệ ngoại giao được nữa, tức là không quan hệ ngoại giao mà không chính thức mà thôi. Thì như vậy còn hiệu lực. Thì như vậy bên Bắc Kinh họ nhắc lại như vậy chúng quý ông đã vi phạm chủ quyền rồi. Đồng thời mà quý ông bán vũ khí cho Đài Loan như vậy á, là yếu tố thứ hai là các ông vi phạm an ninh của quốc gia của chúng tôi rồi. Rồi thì như vậy bên phía Mỹ kỵ vực im lặng như vậy, thì ông lên bên phía Bắc Kinh lên tiếng thêm nữa, ok như vậy các ông vi phạm hai cái vấn đề đó, thứ nhất là vi phạm chủ quyền của chúng tôi, cả thứ hai là vi phạm an ninh của chúng tôi, tạm giúp Đài Loan. Như vậy chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi phải chế tài các cái công ty mà có tham gia bán vũ khí cho Đài Loan.
bên bên phía Đài Loan họ đưa như vậy. Rồi họ đưa ra những vấn đề đó, rồi cuối cùng họ yêu cầu Mỹ như thế nào? Họ nói bây giờ họ lên tiếng, họ yêu cầu cảnh nhất Mỹ phải nên chấm dứt vấn đề trao đổi là quân sự với Đài Loan. Đó là yếu tố thứ nhất, họ kêu gọi Mỹ chấm dứt như vậy. Yếu tố thứ hai, họ kêu gọi Mỹ phải công nhận chính sách một Trung Cộng của Trung Cộng. Họ yêu cầu Mỹ như vậy. Thưa quý vị, Mỹ họ trả lời như thế nào không? Thì bên Bộ Ngoại giao Mỹ họ trả lời thế này: từ xưa nay, từ năm 1979 tôi vẫn là công nhận một chính sách một Trung Cộng thôi mà. Tôi ngay tổng thống nói trong phải công nhận cũng nói như vậy, chứ chúng tôi có đi ngược lại đâu. Nhưng chúng tôi tiếp bà Thái Anh Văn giống như là người của Hoa Giang, giống như các khách quốc gia khác hay là các vị khách khác đến nhà quý vị thì quý vị cũng cho họ qua Giang gọi là có đếm chứ. Ở thì chúng tôi đối xử như vậy thôi, chúng tôi không đối xử một cách nào khác hơn. Đó, còn cái bản vấn đề vũ khí á, thì Đài Loan họ có từ thì do đó bản vũ khí không phải là mới, bản vũ khí từ lâu rồi. Đó, thưa quý vị, sự tức giận nội điên của phía Trung Cộng, phía Mỹ họ đáp trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy. Thì hiện nay phía Trung Cộng họ vẫn tức giận lắm, họ tức giận họ có những hành động này, hành động khác. Tiếp theo đó thì để anh em chúng tôi và anh Nam có thể bổ sung thêm. Thưa quý vị, từ chuyện nọ nó sợ đến chuyện kia. Cái chuyện bán vũ khí chưa ráo mực và chưa có êm thì cái chuyến đi của bà Thái Anh Văn sang thăm như anh Bùi vừa nói các nước vùng Haiti và vùng biển Caribbean đó. Trong đó bà lưu trú lại 2 ngày tại New York. Và đặc biệt đó, bà có mở những cuộc thuyết trình ở tại trường đại học, rồi tiếp xúc với ký giả, tiếp xúc với quan chức ngoại giao vân vân ở một cái viện văn hóa của Đài Loan, thực chất là cái tòa đại sứ của Đài Loan tại New York, khiến cho Bắc Kinh lồng lộn tức nữa. Thì anh xin nói thêm vấn đề đó thôi. Thưa quý vị, tất nhiên là bà dừng chân là 2 ngày ở New York theo anh Nguyễn Xuân Nam. Thế nhưng về cái này làm cho Bắc Kinh lồng lộn thêm nữa. Khi bà dừng chân cái là anh biết là anh Nguyễn Xuân Nam nhận người ủng hộ bao nhiêu độc lập Đài Loan á, phải là độc lập đồng chứ Đài Loan tự trị anh Nguyễn Xuân Nam, chứ không phải độc lập Đài Loan tự trị. Và bà tuyên bố vậy, Đài Loan tự trị không có lệ thuộc gì Bắc Kinh hết trơn á. Thì khi bà đến ở New York thôi, thì quý vị thấy rằng là rất nhiều người ủng hộ là bà Thái Anh Văn đi ra ngoài đường ở New York, cả cái đại lộ ở New York, ở New York, trời ơi, là hô hào ủng hộ, tôi ủng hộ bà Thái Anh Văn là một cái tổng thống để đưa anh em chúng tôi, tức là người dân Đài Loan, để có một cuộc sống nó ấm, có một cuộc độc lập và tự chủ hơn, đầy đủ nhân quyền hơn, và chúng tôi có sự thống nhất pháp trị, chứ không phải là đảng trị, nói vậy. Chứ không phải là rule of law, tức là pháp trị, chứ không phải là cái đảng trị. Như vậy là họ ủng hộ rất là nhiều. Thì tuy nhiên quý vị thấy rằng là đương nhiên rồi, từ phía bên Bắc Kinh là những người mà sống ở Bắc Kinh là sống ở đây rất là nhiều. Như vậy là có cái nhóm nhỏ đi cũng đi ra là chống đối lại bà Thái Anh Văn. Thì khi mà hai bên có xô xát lẫn nhau thì bên này chửi qua bên cứ chửi về, rồi có xô xát lẫn nhau nữa thì cảnh sát nó can thiệp thì cũng có gì lớn lao cho lắm. Thì nhưng chúng tôi muốn đưa ra cái yếu tố đó để quý vị thấy rằng là người dân Đài Loan họ vẫn đi theo dõi từng bước đi, từng hành động, từng lời nói một của bà Thái Anh Văn như thế nào, tức là ủng hộ như vậy nè. Do đó dân tình họ nhiệt lên như vậy, họ thấy rằng cái vấn đề độc lập và tự trị, về dân chủ và nhân quyền là tối quan trọng cho vấn đề mà Đài Loan. Thì hôm ngày thứ năm á, thì khi bà xuống đó thì lần đầu tiên, từ quý vị biết là từ năm 1979 cho đến sau này á, tức là cấm các quan chức hay viên chức của Đài Loan xuất hiện trước công chúng, đó là cấm trong luật nào cấm là không được. Do đó từ thời kỳ tổng thống Bush cho đến thời kỳ tổng thống Bill Clinton, thời kỳ tổng thống Barack Obama, và mặc dù các cái viên chức Đài Loan qua đây đi trao đổi vấn đề chuyên môn, rồi trao đổi về chiến lược, chiến thuật, rồi vân vân. Tôi quý vị còn nhớ hình như là năm 2000 năm 2001 thì phải, và chúng tôi để sẽ nói là cái năm sau. Thì quý vị còn nhớ năm 1996, năm 1997 chứ quý vị. Thì ở Monterey mình đó này. Đó. Thì đây là lần đầu tiên tức là các viên chức của Đài Loan đi qua họp với các viên chức của Hoa Kỳ để bàn về vấn đề chiến lược, chiến thuật, là phòng thủ, rồi trao đổi chuyên môn, rồi du học sinh vân vân. Thì lần đầu tiên phá lệ, tức là từ năm 1979 cho đến năm 1996 và 97.
năm đúng là 1997, người ta gọi đó là cái hiệp định gọi là Monterey Talk ở thời kỳ đó. Như vậy cùng thời kỳ đó thì các viên chức và các quan chức hay là ngay của quân sự của Đài Loan này qua đây thì không được xuất hiện được công chúng và không có thể rằng là họp báo hoặc là nói chuyện với dân chúng Đài Loan. Thì nhưng cái ngày thứ sáu này, thứ năm vừa rồi, thì khi bà Thái Anh Văn qua thì bà có gặp hay là tiếp tân một nhóm gọi là đại diện thường trực Liên Hợp Quốc tại buổi tiếp tân. Tức buổi tiếp tân này tức là có tiệc, có trà, đàng hoàng, Nguyễn Xuân Nam có rầm rộ ăn uống. Thì tại sao là bà gặp các thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc? Là một lý do bà làm thế nào để đưa bán đảo Đài Loan trở vào một thành viên của Liên Hợp Quốc? Mà bà đã mất trước đây 50 năm, tất cả trước đây đã có rồi, sau bị bà mất. Thì bà cũng tuyên bố rằng là đây là lần đầu tiên là chưa từng có bà làm được cái điều đó. Và đồng thời sau đó là bà có một cái bài phát biểu ở Đại học Columbia. Đó. Thì một cái bài phát biểu này thì bà còn nói rằng là bà nói thế này: tại sao người anh em nước láng giềng của chúng tôi, bà chỉ trách là Trung Cộng đó, vô trách nhiệm đến như vậy. Nói dừng giữ vô trách nhiệm rồi coi như là đe dọa đối với đất nước tự trị chúng tôi, bà nói vô trách nhiệm như vậy. Thì khi cái bài phát biểu của bà nội dung bà ở Đại học Columbia, thì bên phạt ngôn nhân của Trung Cộng thì họ có phản ứng trở lại, thì cái nội dung đó nói sao. Thế như vậy là ngày thứ sáu ngày thứ năm thì bà có hai cái buổi đó, cái buổi tức là tiếp tân, tức là diện thường trực Liên Hợp Quốc, rồi có một bài phát biểu tại Đại học Columbia. Và đến ngày thứ sáu thì bà có họp hội đồng doanh nghiệp Mỹ và Đài Loan, tức là các doanh nghiệp Mỹ và Đài Loan làm ăn bên này. Okay, thì quý vị thấy rằng Đài Loan có một cái họ có cái tinh thần dân tộc thế này quý vị. Thì dưới như là những doanh nhân ở Đài Loan mà họ có khả năng làm ăn lớn và có kế hoạch lớn thì có thể Đài Loan họ phụ giúp cho một phần nào đó để cho cá nhân hoặc là doanh nghiệp bên này họ phát triển mạnh, và để từ đó họ có thể lobby ở Quốc hội Hoa Kỳ và từ đó có thể họ giúp đỡ cho Đài Loan. Thì đó là một trong những cái giúp đỡ mà phát triển từ phát triển quốc gia của họ để giành lại độc lập khỏi Trung Cộng như vậy. Thì sau đó thì bà có một cuộc hội thảo với các học giả của Đại học Columbia. Thế như vậy cuộc hội thảo như thế này, tại sao là bà chọn Đại học Columbia? Bởi vì Đại học Columbia thì ít nhất có quan hệ chặt chẽ với Đài Loan và đồng thời ủng hộ Đài Loan trong vấn đề tự lập, và đồng thời tránh được cuộc chiến giữa Trung Cộng với Đài Loan. Do đó là bà có thể nói chuyện với một số học giả ở đó. Đồng thời bà gặp gỡ một số chính trị gia ở Mỹ và đồng thời bà có gặp gỡ một số sinh viên học sinh của Đài Loan qua học bên này. Thì đó là ngày hôm thứ sáu, và cũng hôm thứ sáu thì bà không nói chuyện được với Tổng thống Donald Trump mà thôi, nhưng qua đó thì bà cũng nói chuyện qua điện thoại được với phát ngôn nhân là ở Hạ Viện, chủ tịch quốc hội Hạ Viện, hay là phát ngôn nhân ở Hạ Viện, thưa quý vị. Thì đó là bà Nancy Pelosi. Bà còn nói chuyện trao đổi vấn đề đó, và đồng thời bà cũng có gặp một số thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và một số thành viên quốc hội. Như vậy chứng tỏ rằng là mặc dù bà đi qua Mỹ là dừng chân thôi, hay là trúng chuyện mà thôi, là quả giá mà thôi, nhưng bà đã làm rất được nhiều việc và đã là gặp gỡ được một số là nhà lãnh đạo cao cấp ở quốc hội. Như vậy thưa quý vị, đó là một cái thắng lợi là đổ vỡ ý đức nước Đài Loan. Mà đó là cái tài năng và tài ngoại giao của bà Thái Anh Văn đã làm được điều đó. Tôi có thể thấy bây giờ mình thấy có một số nước, thì bây giờ nước Việt Nam mình chẳng hạn, mặc dù đi quá chính thức đi, nhưng có làm được điều đó không? Rất là khó như vậy không? Đó là có nhờ sự lobby ở trước, vận động hành lang ở trước. Do đó khi bà đặt chân, bà làm được điều đó trong 2 ngày mà thôi. Bà nói chuyện với thượng nghị sĩ và các thành viên của quốc hội,
Thưa quý vị thì cũng trao đổi qua lịch vấn đề là việc bán vũ khí và đồng thời trao đổi là đào tạo huấn luyện, rồi đào tạo huấn luyện chuyên gia, rồi vấn đề đặt ngư lôi, phóng ngư lôi như thế nào. Tức là tất cả mọi chuyện đó đều xảy ra trong cái chuyến đi của bà. Chỉ có 2 ngày đặt chân tại New York mà thôi, rồi sau đó 2 đêm ở Denver. Thì chúng tôi sẽ bàn bạc nói thêm nữa. Thì để mời Nam thì Nam có. Nhưng mà có cái điều này, sau khi mà cái cuộc họp vừa rồi đó, mà với một số danh gia rồi gặp gỡ một số chính trị gia của Hoa Kỳ đó, thì bà Thanh mang chịu nhiều sự phản ứng từ Trung Cộng nữa. Trong đó có cái phản ứng, hai phản ứng được chú ý thêm. Là phản ứng thứ nhất đó, là Trung Cộng tức tối Mỹ rồi trừng phạt các công ty Mỹ và Nhật. Cái thứ hai nữa là Trung Cộng lại bắt đầu cho cuộc tập trận. Thì giờ thôi nói chuyện này trước, nói về cái vấn đề trừng phạt của Trung Cộng đối với các công ty của Mỹ và công ty của Nhật dính líu vô cái vụ mà mua bán vũ khí này thế. Thưa quý vị, thì khi mà cái bài nói chuyện của bà Thái Anh Văn, Tổng thống Thái Anh Văn á, Tổng thống Đài Loan á, nói chuyện trước Đại học Columbia, thì như vậy thì bên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, tức là Jen Chu An, thì bà trách cứ liền. Bà nói là cái chuyện bà Thả Anh Văn nói là không đúng sự thật đâu, đồng thời là bà trách cứ Hoa Kỳ nữa, là tại sao Hoa Kỳ phải trao đổi quan hệ vấn đề ngoại giao rồi đồng thời quân sự rồi vũ khí đối với Đài Loan, rồi tại sao là phải cung cấp những thứ đó cho Đài Loan, vân vân. Rồi đó là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Rồi đồng thời là các phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản của Trung Cộng nữa cũng lên tiếng rằng là vấn đề là phủ nhận Đài Loan là một nước tách rời, một quốc gia tách rời ra khỏi Trung Cộng. Và rồi họ nói rằng Đài Loan như vậy đi quá xa, rồi chịu sự trừng phạt của Đài Loan và xem sự bức ục sẽ xảy ra ở Đài Loan. Họ đe dọa như vậy. Họ nói rằng là nếu như bà tiếp tục làm như vậy nữa thì sẽ xem sự bức ổn Đài Loan sẽ xảy ra như thế nào. Thưa quý vị, sẽ xảy ra thì sau khi những ngày mà bà Thả Anh Văn chuyển công du 12 ngày thôi, thì bên phía Trung Cộng như là bắt đầu mở cuộc tập trận ở cái eo biển Đài Loan, thì ông Nguyễn Xuân Nam mở cuộc tập trận. Là thì thưa quý vị, thì những cuộc tập trận thế này, họ nói là cuộc tập trận regular, tức là thường xuyên có lên lịch trình rồi, schedule rồi, nhưng nó đi đến gần eo biển Đài Loan. Thì đây là một cái message là gửi đến cho Tổng thống bà Thái Anh Văn, tức là đáp trả lại là cái chuyện đi công du của bà và đồng thời cái lời phát biểu của bà ở trường Đại học Columbia, và đồng thời bà đã có một cuộc gặp gỡ với các đại diện về thường trực Liên Hợp Quốc. Đây là một cái đòn đánh trả lại cho phía mà cuộc công du của bà. Và đồng thời bên phía Trung Cộng họ tức lồng lộng, thì họ nói rằng là cái vấn đề mà Hoa Kỳ đó, thì chúng tôi sẽ là chế tài hoặc là chúng tôi sẽ trừng phạt những cái công ty mà có liên quan đến bán vũ khí cho Đài Loan. Thì đó hai công ty, công ty thứ nhất là gọi là công ty Raytheon Missile System, và công ty thứ hai là gọi General Dynamics Land System. Thì như vậy là hai công ty nó trừng phạt. Thì tuy nhiên, thưa quý vị thấy rằng là từ năm 1979 cho đến nay chẳng hạn, nhưng rất ít công ty có giao dịch buôn bán vũ khí với Trung Cộng. Làm sao trừng phạt hai công ty này? Nó rất ít. Thì bây giờ Trung Cộng trả lời sao? Người Việt Nam biết không? Nói, mặc dù tôi biết như vậy, nhưng chúng tôi thiết lập đây một cái thông lệ để có thể trừng phạt những cái doanh nhân hoặc là doanh thương, những cái công ty có liên lạc làm ăn với phía Đài Loan. Đó là coi như là họ trả lời như vậy, có nghĩa là họ trừng phạt như vậy. Và đồng thời họ nói là có chừng cái vấn đề mà hai cái công ty của Nhật Bản á, là Mitsubishi và cái một cái công ty gì nữa, thưa quý vị, để chúng tôi nhớ là chúng tôi nói gửi đến quý vị, tức là bên phía Trung Cộng chúng tôi sẽ trả đũa và sẽ áp dụng chế tài hai công ty của Nhật nữa, tại vì hai công ty này giúp cho những cái chương trình cho Đài Loan. Thưa quý vị, đó là sự tức lũng lộn của Trung Cộng. Như vậy họ muốn trả thù như vậy.
Thì như vậy bên phía hiện nay bên phía Nhật Bản á, thì họ chưa lên tiếng ảnh hưởng số 5, thì mặc dù bên phía Trung Cộng họ áp đặt cái chế tài hai cái công ty của Nhật như vậy, thì không biết là Nam có bổ sung thêm nữa không? Có thể chuyến đi này của bà Thái Anh Văn đó, nó dẫn lên Trung Cộng điên loạn. Nào là về vấn đề bán vũ khí, là vấn đề họp tại New York với đọc diễn văn ở trường đại học, rồi là vấn đề vận động cho cái ủy chức mà ủy viên của Liên Hiệp Quốc, rồi về cái nói chung là nhiều thứ quá khiến Trung Cộng điên tiết. Thì đến độ mà ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng, trên đường đi sang Hungary đó, thì khi báo chí phỏng vấn về vấn đề này, ông cũng kêu gọi Mỹ nên cân nhắc vấn đề Đài Loan và không nên chơi với lửa. Thì có người cho rằng không biết Trung Cộng vì sợ lửa hay vì sợ Mỹ chơi với lửa. Nếu mà sợ Mỹ chơi với lửa thì kể ra Trung Cộng cũng rất là lo cho Mỹ. Trong thời gian vừa qua Trung Cộng có nhiều chuyện vui lắm. Ví dụ như cuộc chiến tranh thương mại thì họ nói về cái ảnh hưởng xấu đến người dân Mỹ. Đến cái mức mà người ta tưởng là báo chí Trung Cộng lo cho đời sống của dân Mỹ nhiều hơn là lo cho đời sống của người Trung Cộng. Rồi giờ Mỹ chơi Đài Loan thì họ kêu chơi với lửa có thể phóng tay Mỹ. Thì họ cho là cái đó là quá xa, bởi vì anh không cần lo tới cái vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Cho nên người ta cho rằng Trung Cộng sợ lửa của Mỹ với Đài Loan hơn là trách Mỹ để chơi với lửa. Thì về vấn đề này nó như thế nào thưa anh Bùi? Dạ. Thì bên phía bên người ta nói thế này, khi mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đi qua Hungary và đi qua Bangladesh á, thì khi mà nghe bà Thái Anh Văn đi qua bên này đọc diễn văn ở tại trường đại học như vậy, và đồng thời có gặp các đại biểu đại diện về Liên Hợp Quốc như vậy, thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng á thì lên tiếng lập tức nói thế này, không biết rằng là Mỹ đùa về lửa hay đây hay chơi đây, đó là đùa, phải là play with fire, phải là đùa về lửa ha. Thì bên anh Nguyễn Xuân Nam thì có xem một bản tin nói coi như là không biết là Trung Cộng sợ lửa, bên Mỹ là đùa về lửa được, không có bên Trung Cộng sợ về lửa, thì như quý vị như vậy đó. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là chúng tôi trở lại cái này mà hai công ty của Nhật là công ty Mitsubishi và công ty Kawasaki, thì là hai công ty của Nhật đấy giúp cho Đài Loan là vấn đề chương trình tàu ngầm, quý vị đó, chỉ một liên kết hợp như vậy. Thì cái vấn đề mà chơi về lửa hay không chơi về lửa thì quý vị thấy để ai chơi về lửa như vậy, Trung Cộng á thì quý vị thấy từ xưa chưa rồi, giống như một con hồ dậy với anh Nguyễn Xuân Nam, nói thì nhiều đúng không, nhưng thực sự thì không có là bao nhiêu hết trơn. Nhưng cái áp đặt của Hoa Kỳ là không phải mới đây, mà bây giờ Trung Cộng bắt chước Hoa Kỳ để áp đặt, để trừng phạt hoặc là chế tài các công ty Mỹ. Như vậy Trung Cộng mà học còn chưa thuộc bài nữa đó. Bây giờ áp đặt hai cái công ty mà công ty của Mỹ, tức là công ty mà chúng tôi nói là Theron Missile System, General Dynamics, là Land System, mà hai công ty này họ có rất ít là giao thương với Trung Cộng, thế làm sao áp đặt ở chỗ nào? Cái đó người ta nói thế này, Trung Cộng học những cái bài của Mỹ, áp đặt về thuế quan này cái nọ mà chưa học thuộc bài. Nhưng Mỹ là một quốc gia chuyên nghiệp vấn đề áp đặt và chế tài này rồi, vì từ xưa nay là các quốc gia nào vi phạm là Mỹ áp đặt và chế tài, và đối với Trung Cộng rất là nhiều. Mới đây thôi, vấn đề Mỹ áp đặt chế tài vấn đề thuế, tức là cuộc chiến thương mại, để cho Trung Cộng thấy mà Trung Cộng học chưa thuộc bài mà làm sao để chơi bị lừa được. Như có nghĩa là Trung Cộng sợ lừa chứ không phải là Mỹ sợ lừa. Mỹ thực sự đâu sợ lừa. Nếu Mỹ thực sự sợ lừa, tại sao với Quốc hội, Bộ Ngoại thương và Bộ Ngoại giao là bán 2 tỷ Mỹ kim về vũ khí, trong đó có khoảng là, để chúng tôi qua thì 108 chiếc xe tăng loại mà đời mới, hoặc là 250 tấn 250 gọi là tên lửa missile đó quý vị, và đồng thời thiết bị về quân sự khác nữa, rất là lớn, rất là nhiều lắm. Mà những cái vũ khí này là rất là lớn, chưa kể là trước đây một số vũ khí là tàu ngầm, tàu destroyer, rồi là vũ khí patriot, vân vân, rất là nhiều lắm. Tới bây giờ ở Đài Loan họ có đủ vũ khí để chơi Trung Cộng, tức là nghĩa là hai lực không quân họ đủ cách chơi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề Trung Cộng họ học áp đặt của Mỹ, nhưng học họ chưa thuộc bài thì làm sao mà nói chuyện họ chơi về lửa được? Họ nói Mỹ chơi về lửa được, họ chơi về lửa chỗ nào? Đó. Thì trong khi đó thì quý vị thấy rằng là Nhật cũng kết cấu với Mỹ để giúp đỡ cái chương trình tàu ngầm cho Đài Loan như vậy.
thì làm sao nói chuyện mà bây giờ ai chơi với lửa đấy. Đó. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ là chưa được kết thúc, mà đây là một sự đòn bẩy để Trung Cộng phải thấy được là sức mạnh của Mỹ đến như vậy. Đó. Mỹ đâu phải nhường bộ đâu, đồng ý rằng cuộc chiến tranh thương mại vừa rồi là ở G20 có một sự nói sự nhường bộ này cái nào đó, bây giờ Mỹ cho một cái đòn phản phá là khác hơn tí nữa. À, thì như vậy thì quý vị thấy rằng là bên phía Mỹ và phía Mỹ họ cũng nói như thế này, nên nhớ rằng năm 2005 á, mới đây thôi này, chúng tôi tức là vấn đề sự quan hệ giữa Đài Loan và chúng tôi là có sự chặt chẽ, và năm 2005 chúng tôi đã gửi một phái đoàn qua Đài Loan rồi đó, thì như các viên chức, các sĩ quan rồi đến tại viện Hoa Kỳ tại Đài Loan. Tại vì sau này đổi cái viện Hoa Kỳ thôi quý vị, tại vì họ không chính thức để đặt tòa lịch sử trên biển Sơn Nam hoặc là viện Hoa Kỳ mà thôi tại Đài Loan. Tức là họ có xu hướng, tức là bình thường hóa lại Đài Loan và Mỹ, tức là năm 2005 ở đây mà thôi. Rồi đến thời kỳ Bill Clinton vậy, đến thời kỳ Tổng thống Barack Obama vậy, thời kỳ Tổng thống Barack Obama lại thì khác hơn, thì ông ta tuyên bố cái chủ nghĩa đa phương, thì trong đó có các quốc gia ở vùng châu Á Thái Bình Dương, ở đâu đó châu Á vân vân, thì người ta còn đặt những nghi ngờ vấn đề chủ nghĩa đa phương, thì nó còn hơi xa thực tế. Cho đến khi mà Tổng thống Donald Trump lên thì có một thực tế gắn bó với bên phía Đài Loan hơn. Thưa quý vị, thì bây giờ thử hỏi tại sao mà phía Mỹ á, thì họ vẫn có những cái quan hệ ngoại giao đổ với Trung Cộng như vậy, xin lỗi quý vị, với Đài Loan như vậy. Thưa quý vị, thì mặc dù Đài Loan là một quốc gia, một hòn đảo nhỏ thôi, thì hiện nay có khoảng là 23.6 triệu dân số người Trung Nam, mà cái tổng sản lượng của họ rất là lớn, là 1.25 ngàn tỷ Mỹ kim người Trung Nam, tổng số là một, đó là năm 2018 thôi. Và Đài Loan là một trong những quốc gia có cái nền kinh tế lớn, đứng thứ 22 thế giới. Lớn hơn Mỹ sao nào cho phải không đâu hả? Rồi trong đó là có hàng hóa và dịch vụ, mà đặc biệt bây giờ là vấn đề công nghệ về điện tử như thế nào. Đặc trong là Đài Loan là vẫn vững mạnh lắm. Thì năm 2018 thì Đài Loan là một trong những quốc gia có đối tác thương mại với Hoa Kỳ lớn nhất, tức là đứng thứ 11, tức là đối tác giao thương buôn bán với Mỹ, tức là Đài Loan là một trong 11, một trong những nước tức là giao thương mạnh mẽ với Hoa Kỳ, có khoảng là 76 tỷ Mỹ kim. Về xuất cảng lớn nhất, tức là đứng thứ 15, khoảng là 3 tỷ là về nguồn nhập cảng, còn Mỹ xuất cảng qua Đài Loan khoảng 24%, và nhập cảng Đài Loan qua 13%. Như vậy có cái siêu nhập, đó là cái cán cân mà màu da trước của Mỹ nó trội hơn với Đài Loan nhất rất là nhiều so với là Trung Cộng. Như vậy phía bên Mỹ họ đưa ra những con số như vậy, thưa quý vị, thì thấy bây giờ họ thường nghĩ rằng là bây giờ Mỹ chơi về lửa, giống như là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đi qua bên Bangladesh, đi qua Hungary tuyên bố như vậy là sao? À, tại vì ông tức lòng ông là kháng như vậy thôi, và ông nói cho bây giờ tôi áp đặt chế tài như vậy, nhưng bây giờ người ta phải đào ra vấn đề chế tài những công ty Mỹ là như vậy, tức là đâu có làm ăn nhiều chứ với Trung Cộng đâu. Thì bây giờ ông nói ngược lại thì không, chúng tôi thiết lập như thế này để trở thành một thông lệ để áp dụng cho các doanh nhân, các công ty làm ăn với Trung Cộng nếu có quan hệ với Đài Loan. Thưa quý vị, như vậy quý vị thấy rằng là phía Trung Cộng bây giờ họ đã thua thiệt cái vấn đề này, nhưng thì nếu như thua thiệt như người trên vấn đề ngoại giao như vậy, thì bây giờ họ chơi cái chiến lược về quân sự, họ chơi về vũ lực, thì vấn đề vũ lực như thế nào thì anh Nguyễn Xuân Nam có thể nhận cuộc tập trận là bố trí và dàn dựng sắp tới ở eo biển Đài Loan như thế nào anh Nam này? Có lẽ chúng ta sẽ nói đó ở cái cuối chương trình, cái vấn đề tới người ta trong cái chuyến đi vào Thái Anh Văn á. Có thể nói tới đây qua phần trình bày của mười quý vị thấy một chuyến đi đầy bão tố, gây Bắc Kinh điên loạn, nhức đầu, phải không? Nhưng mà một vấn đề nãy giờ chúng ta chưa đề cập là bà vận động và không đầu hàng để lấy lại cái ghế của trong Liên Hiệp Quốc. Mà năm 1971, ông Tưởng Gia Thạch đã rút Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc, mà dù trước đó năm 1942, ông Tưởng Gia Thạch là đại diện cho Trung Cộng, là đại diện 5 quốc gia thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đọc cái bài tuyên bố Liên Hiệp Quốc 1942. Nhưng đến năm 1971 tự thạch rút Đài Loan ra khỏi
vấn đề Liên Hiệp Quốc. Nhưng bây giờ bà Thái đang đặt gương tới vấn đề đi tìm kiếm sự ủng hộ để tái gia nhập lại Liên Hiệp Quốc. Đây là vấn đề gây Bắc Kinh nhức đầu thôi. Đúng rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam này nhắc lại cái vấn đề đó. Thưa quý vị, thì bà Thả Anh Văn, bà nói thế này: bây giờ mục đích của chúng tôi tìm lại chiếc ghế Liên Hợp Quốc. Và bà tuyên bố thẳng thắn này: nếu bất cứ một ai nào đó nó có cái can thiệp hay là ngăn cản cái vấn đề mà chúng tôi là tìm cách để làm thành viên Liên Hợp Quốc, thì chúng tôi không bao giờ chịu gục ngã ở trước những cái áp lực. Mà bà nói thẳng về Trung Cộng như vậy. Tức là bà không nói về Trung Cộng, thì bà nói ý như vậy, tức là cần nghĩa Trung Cộng. Và bà tuyên bố thế này: nhân dân Đài Loan không bao giờ cúi đầu là bèn hoặc là khuất phục những cái áp đặt mà phía Trung Cộng đe dọa hoặc là dọa nạt hoặc là hù dọa chúng tôi về sự bất ổn đất nước chúng tôi, là chúng tôi cương quyết vấn đề đó. Và phía Trung Cộng họ nói thế này, thưa quý vị, giống như câu này cũng giống như thường xuyên các ông hay thường nói, tức là bà Thái Anh Văn, bà lợi dụng cái quyền lực và sức mạnh nước ngoài để mà làm hỏng đi chính sách một Trung Cộng của Trung Cộng, và là Trung Cộng đại lục. Và bà tuyên bố thế này: nếu như một quốc gia nào đó hoặc là một thế lực ngoài bang nào đó có ý đồ can thiệp thì sẽ nhận lấy hậu quả. Và một cái thế lực ngoài bang nào đó tìm cách là ngăn chặn để cho sự phát triển một chính sách một Trung Cộng thì sẽ bị những lệnh trừng phạt của Trung Cộng. Thưa quý vị, thấy Trung Cộng họ tuyên bố như vậy, nhưng thực ra đó là phía sau là Mỹ. Thì bây giờ họ áp dụng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Quốc hội Hoa Kỳ như thế nào? Họ chưa có một kế hoạch nào hết, thì họ nói khang như vậy. Thế như vậy thì quý vị thấy rằng là cái chuyến đi của bà Thả Anh Văn, sợ dĩ bà đi qua bên các nước, trong đó có là các nước Caribbean, trong đó có Haiti, Saint Kitts, Nevis, hoặc là Saint Vincent, hoặc là Saint Lucia, hoặc là Grenadines, thì bà đi qua thăm các nước đó. Và đồng thời ấy, thì vừa mới đây thì có hai quốc gia trong nhỏ bé ở Caribbean vừa mới gia nhập và như thành viên của Hội đồng Bảo an, tức là không thường trực mà thôi. Thì đó là trong một cái điểm son để cho có thể rằng là cái chiếc ghế là thành viên Liên Hợp Quốc của Đài Loan có thể được chấp thuận, có thể không biết trong thời gian tới hoặc trong bao lâu nữa. Thì đó là chuyện đi mà bà cố gắng vận động như vậy. Nếu như bà đào được là một cái thành viên của Liên Hợp Quốc thì như vậy, dù bà một ốc đảo nhỏ khoảng 23.6 triệu người mà thôi, dân số thưa quý vị, nhưng tổng số lượng của bà rất là lớn, của Đài Loan rất là lớn. Như vậy là bà có chủ quyền riêng, thì như vậy Liên Hợp Quốc có thể bảo vệ cho bà như trước đây năm 1942 chẳng hạn. Thì quý vị thấy rằng là đó là một sự mạnh dạn, một sự táo bạo và một sự là cố gắng để bảo vệ, đi tìm độc lập cho Đài Loan. Thưa anh Xuân Nam, có cái điều là, nhưng mà nó tổng kết lại đó, thì chúng ta thấy là nào là ngoại giao, nào là cô lập, nào là mua chuộc. Anh biết bà Thái Anh Văn, bà hôm nay nè, hôm qua nha, bà đến Haiti thì đón tiếp cũng rất là linh đình. Nhưng mà bữa nay bà đây bay đi nước khác nè, nhưng mà ông tổng thống nước đó cũng đang bị chống đối rất là nhiều. Nhưng mà dư luận của Haiti cũng khổ với bà lắm. Là họ so sánh một cái nước khác kế cận bên năm trước bỏ Đài Loan qua Trung Quốc, vì Trung Quốc mua với cái giá, cho vay với cái giá, viện trợ với giá là 3 tỷ. Trong nguyên năm ngoái, Đài Loan chi giúp cho Haiti một cái chương trình là làm cái mạng lưới điện 150 triệu. Mà bây giờ cũng chưa tháo khoán số tiền đó. Lý do là quốc hội của Haiti chưa chủ nghi. Thế thì có một số dư luận của Haiti cho rằng chơi với Đài Loan hơi bị nghèo. Bỏ Đài Loan chơi Trung Cộng thì nó đỡ hơn. Đến 2 tỷ với 150 triệu. Thì một số các quốc gia họ vẫn bỏ Đài Loan như thường. Năm ngoái họ mất 5 quốc gia. Đúng rồi. Tại vì cái tình trạng bị cái Trung Cộng mua chuộc. Cho nên tình nghĩa đôi ta có thế thôi, bởi vì bên kia nó trả tiền cao quá. Thì Đài Loan cũng đứng trước sự khó khăn như vậy, cho nên cái vận động của Liên Hiệp Quốc
vấn đề con đường vận động Liên Hợp Quốc cũng không có đơn giản thưa quý vị. Nhưng mà phải nói đây là chuyến đi rất là hào hùng và Thái Anh Văn mở được nhiều thứ. Nó khác với chuyến đi bà Nguyễn Thị Kim Ngân sang Bắc Kinh, không nói được câu Âu, câu T, đã trò, đã vía gì hết. Trong khi đó là chúng ta thấy cái gì? Trung Cộng điên tiết đến mức mà ngay lập tức họ phản đòn. Trong đó một những phản đòn nữa là họ đòi tập trận quân sự sát bên, nắc bên trên cái eo biển Đài Loan. Thì về vấn đề này, thưa mùa. Thưa quý vị, thì khi sau khi mà nghe bài phát biểu ở Đại học Columbia và đồng thời bà gặp gỡ các viên chức của Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng giống như là các thành viên của Quốc hội, và đồng thời đặc biệt là cái bài phát biểu ở Đại học Columbia, thì bên phía Trung Cộng họ có như là vấn đề ngoại giao, thì họ tuyên bố họ đe dọa Mỹ, các công ty Mỹ, rồi họ vấn đề ngoại giao thì họ nói là Mỹ rằng là không tôn trọng chủ quyền của họ, là vấn an ninh của họ, rồi vân vân, họ đủ mọi thứ, họ đưa ra lập luận này, lập luận khác, rồi các ông còn nhớ là lịch sử này kia không. Rồi, thật ra là bên phía Mỹ họ nói thế này: ok, bây giờ tôi đón bà Thái Anh Văn như vậy giống như là một người khách passenger vậy, là một người khách chẳng hạn, bây giờ họ quá quả giang, họ tạm trú qua đêm chẳng hạn, thì giống như mọi người khác, thì bà qua tạm trú ở đêm thì chúng tôi cũng tiếp đón như vậy. Đó, thế vấn đề còn bán vũ khí trước đây có như là bên phía Đài Loan thì họ cũng đã yêu cầu chúng tôi trước đây, tại sao trước đây là các ông không phản ứng mạnh mẽ đi, đó phải là mới đây đâu. Thì như vậy thì phía Trung Cộng thì bây giờ là họ mặc dù họ tức lồng lồng như vậy nhưng họ không làm được gì hết trơn. Thì bây giờ thì họ bắt đầu mà họ nói bây giờ là được, bây giờ chúng tôi sẽ là thực hiện những cuộc tập trận gần eo biển Đài Loan. Thì họ phải tàu chiến này của họ để họ tập trận, và bây giờ họ có nghĩa là họ tập trận thường xuyên như vậy. Thì bên phía Bộ Ngoại giao của phát ngôn nhân của Trung Cộng, tức là ông hay là bà với chúng tôi cũng cái tên chúng tôi rất là Ma Xiao Yang, thì nói rằng là thế đó. Thì bây giờ là bên phía Đài Loan không nghe chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi phải tập trận như vậy, cũng nói Mỹ như vậy, bây giờ chúng tôi phải tàu chuyện này cái nói đến tập trận phải eo biển Đài Loan. Thì đây là một cái tín hiệu cho biết rằng là chúng tôi sẽ gây bất ổn cho Đài Loan. Nói như vậy. Thì hiện nay thì phía ở bên Đài Loan nó cũng chưa có một phản ứng như thế nào hết, phía Mỹ cũng chưa có phản ứng như xong nào. Thì đó là những cái đe dọa của bên phía Đài Loan là như vậy. Xin lỗi quý vị, bên phía Trung Cộng như vậy. Thì vấn đề ngoại giao không được thì họ dùng cái chiêu quân sự. Một cái chiêu quân sự này không phải là mới đây, cũng lâu rồi. Thì trước đây thì họ cũng đưa tập trận gần eo biển Đài Loan này kia nọ. Thưa quý vị, vấn đề mà Đài Loan thì họ nói thế này: nếu như mà họ đặt cái dàn hòa tiễn period kỳ trước thôi, chứ không phải là cái dàn hòa tiễn là 250 mà hòa tiễn mà mới mua đây nữa, thì cái vấn đề mà các tàu chiến của Trung Cộng mà đi xuyên qua eo biển Đài Loan để đến hòn đảo của Đài Loan á, thì như vậy những cái hòa tiễn period đó đã nhận chìm của họ rồi, là cả thứ nhất. Cả thứ hai nữa, rồi cái không lực của Đài Loan họ rất mạnh, nếu như có một chiếc nào đó đến ngay cái đảo của Đài Loan không thôi đã bị rằng là không lực là chiến đấu rồi, chưa kể là vấn đề những cái tàu chiến destroyer mà mua thời kỳ tổng thống của George W. Bush nữa là chiến đấu đến cùng. Thì như vậy chứng tỏ rằng là Đài Loan họ vẫn có một cái dạng phòng thủ rất lớn. Bên đó thì họ còn đăng đe dọa cái đập tám hiệp như thế nào. Nếu như các ông đồng đội và tôi á, thì như vậy cái đập tam hiệp á, thì vỡ lúc nào cũng hay, một chiếc hỏa tiễn phát thôi hoặc là cái hỏa tiễn mà mở mua 250 chiếc quả sau này thôi á, thì sẽ tiêu diệt là toàn bộ là các công trình xí nghiệp của Trung Cộng sẽ đi nghèo rồi. Như vậy Đài Loan họ vẫn có những cái con chuột bài cỏ để đã trả lại vấn đề Trung Cộng. Như vậy thì đó là Trung Cộng hiện nay là bắt đầu diễn tập những cuộc tập trận để mà áp đặt Đài Loan trong một số năm. Như vậy chúng ta thấy đó là trước cái tình trạng như vậy đó, thì Đài Loan chúng ta kể cái diễn tiến, nhưng mà nhìn chung cuộc á thì từng bước tìm cái chế ghế dựa vào hậu thuẫn của Mỹ và tìm cái ghế Liên Hiệp Quốc và đi con đường độc lập hóa. Họ sẽ có thể tuyên bố độc lập rất là sớm. Và bà Thái Anh Văn tuyên bố là mặc dù có bị những sự đánh phá của phía Trung Cộng đủ thứ, xâm nhập của phía Trung Cộng đủ thứ, nhưng bà tin bà sẽ đắc cử trong nhiệm kỳ kế tới.
và người ta cho rằng nếu mà Thái Lan đắc cử những việc tới thì cái cơ may của Đài Loan độc lập nó xảy ra sớm. Và Trung Cộng cho rằng nếu con đường đi như vậy thì Đài Loan đi bằng con đường mà phía cuối con đường là tử lộ. Như vậy Trung Cộng đi vào tử lộ hay là Đài Loan đi vào tử lộ, chúng ta sẽ chờ đợi cái hồi hai. Nhiệm vụ của Đài Loan bây giờ là gì? Là phải phòng thủ cho bằng được nếu bị Trung Cộng tấn công trong vòng 2 tuần để chờ đồng minh tiếp cứu. Còn Trung Cộng có đánh gục được Đài Loan trong 2 tuần không? Đó là vấn đề khác. Ai đi vào tử lộ? Chúng ta sẽ chờ nghe hồi 2. Như vậy chúng ta thấy rằng có hai chuyến đi của hai người đàn bà. Một điều liên quan đến Trung Cộng. Một chuyến đi khâm tuân của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, trước đất nước bị đe dọa, bị xâm chiếm, bị bà vẫn cúi đầu không lưng người yên lặng. Chuyến đi bất khuất, hào hùng và Thái Anh Văn. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cảm thấy rằng đó là hai chuyến đi tương phản nhau cùng một kẻ thù, đó là Trung Cộng. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cái sự diễn biến của vấn đề Đài Loan trong những bài nói chuyện tới của anh Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào anh, thưa anh. Xin chào quý vị và hẹn quý vị vào dịp tới để xem thử sau cái chuyến đi của bà Thả Anh Văn và cái kết quả như thế nào, và đồng thời những cái lời đe dọa của Trung Cộng đối với Đài Loan như thế nào. Quý vị đón nghe và chúng tôi sẽ theo dõi từng bước đi một của bà Thả Anh Văn và đồng thời theo dõi từng động thái một của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng hiện nay trong cuộc chiến về thương mại, tức là dùng Đài Loan để làm đồng bẩy, và hai bên xử sự như thế nào. Xin mời quý vị đón nghe vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị. Chào anh Mùi. Xin chào quý vị. Dạ.